Kính thưa quý vị, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc khoảng 5 giờ sáng ngày 7 tháng 5 trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến ít nhất 10 người tử vong tại chỗ và một người tử vong trong bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7 tháng 5 trên quốc lộ 14 thuộc địa phận huyện Chư Sê, xe khách mang biển số 18B01832 chở 36 người đang lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai đã va chạm với xe tải chở phân bón mang biển số 77C13937. Cú va chạm mạnh khiến hai xe hư hỏng nặng, 10 người tử vong tại chỗ, nhiều người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết đang tập trung cứu chữa cho 20 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. Một nạn nhân khác được xác định đã tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua quốc lộ 14 tắc nghẽn nghiêm trọng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc, bảo vệ tài sản người dân. Kính thưa quý vị, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.